Cảm ơn Chúa rất nhiều. Cảm ơn Cha buổi sáng tốt lành, buổi sáng bình an, buổi sáng phước hạnh, buổi sáng đã đầy sự tươi mới. Ngài đã đến với đời sống của mỗi chúng con. Cảm ơn Cha buổi sáng ngày hôm nay, Ngài cho chúng con ngồi dưới bệ chân của Chúa để chúng con được thờ phượng, tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời hàng sống của chúng con. Cảm ơn Ngài, Cha ơi, buổi sáng ngày hôm nay chúng con lại được cầu nguyện cho các sứ đồ, tiên tri, giáo sư, mục sư, giáo sư và người truyền đạo. Lạy Chúa, Cha ơi, con cảm ơn Chúa, xin Ngài tiếp tục sức dầu mới, sức ban sức mới cho tất lãnh đạo của chúng con là mục sư gia đình mục sư Phạm Đình Nhẫn, gia đình mục sư Đỗ Đình Song, gia đình mục sư Nguyễn Hữu Hiền, gia đình mục sư Nguyễn Văn Thành, gia đình mục sư Nguyễn Thanh Phong. Lạy Chúa, Cha ơi, con cờ lại xin chính mình Chúa Ngài sức dầu đầy dẫy các tôi tớ của Ngài, để cho các tôi tớ được của Ngài được đầy dẫy dầu mới và khi tràn ngập, Cha ơi, xuống dâu xuống chân của các đầy tớ Chúa, thì Chúa ơi, và chúng con cũng được đầy dẫy dầu mới từ lời chính mình Ngài, được lan truyền lan tỏa từ dầu của các đầy tớ tỏa ra, con ngợi khen Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài cũng sức dầu cho chúng con là những người chăn chiên. Lạy Chúa của Ngài, Ngài đã giao phó đàn chiên của Ngài cho chúng con, xin Chúa Ngài cũng gìn giữ bảo vệ đàn chiên của Chúa. Lạy Chúa, Cha ơi, Ngài cũng cho chúng con biết rằng, Lạy Chúa, chúng con là người chăn chiên. Cha ơi, Ngài cho chúng con biết Chúa là đấng chân chiên của chúng con nữa. Cha ơi, con cảm ơn Ngài. Cha ơi, Ngài dẫn chúng con đến miếng nước bình tĩnh, khiến chúng con đến đồng cỏ xanh tươi, và dẫn chúng con vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Cha ơi, dầu khi chúng con đi trong chúng bóng chết, chúng con không sợ tai họa nào, vì có Chúa ở cùng chúng con. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi chúng con. Chúa dọn bàn cho chúng con trước mặt kẻ của mình chúng con. Chúa sức dầu cho đầu chúng con, chén chúng con đầy tràn. Quả thật phước hạnh và sự thương xót của Ngài luôn ở trên đời sống của chúng con. Nguyện cho đời chúng con ở trong nhà của Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Còn ngợi khen Chúa, xin Chúa Ngài ban phước cho hội đồng cầu nguyện, ban phước cho tất cả các tôi tớ của Chúa, ban phước cho dân sự của Ngài. Đây Chúa, con ngợi khen Ngài, con dâng buổi sáng này lên, dâng hội đồng cầu nguyện, dâng tất cả các tôi con của Ngài từ Bắc Trung Nam, những người ở xa ở gần, lạy Chúa, và cả những người ở nước ngoài nữa. Còn ngợi khen Ngài, con dâng đời sống của chúng con trong tay của Ngài, chúng con việc chung trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.